Đi đi chú, chú đi đi. Dạ. Bước mạnh dạn mới được. Cứ sợ hổ. Sợ hổ không đâu mà đấy. Cứ chạy 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 rồi chú về nhớ mỗi ngày là duy trì tập ít nhất là 20 phút ha. Tập chứ. Ít nhất 20 phút. Dạ. Yeah. Một ngày à? Một ngày ít nhất là 20 phút. Tập luyện đi chứ. Để cứng lại luôn. Dạ đúng rồi, không tập là mệt lắm á. Đi cái tay cũng chịu lực quá. Tay bám nhẹ. Cái tay còn nó chân nó quen rồi.